Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại sân khấu với chị Hồng Nhung. Bây giờ bởi vì bây giờ gọi là trò chơi, nhưng mà đây nó, cái chữ trò chơi nó cũng không đúng hẳn lắm, mà là một sự giao lưu về âm nhạc và nghệ thuật mà Hồng Nhung thấy nó rất là hay và làm cho mọi người rất là hứng thú và chia sẻ với nhau. Cho nên chúng ta chơi tiếp nữa được không ạ? Và bởi vì phần quà là không phải là cái CD, nhưng phần quà là Hồng Nhung sẽ hát live ở đây luôn cho người được giải. Như thế cũng đồng ý phải không ạ? Thế thì bây giờ như này nhé, bởi vì Hồng Nhung đề nghị mọi người tiếp tục, cho nên bây giờ là cho Hồng Nhung xin được làm chỉ điểm thì có được không ạ, Ngọc Lan? Dạ được ạ, xin mời chị. Chỉ điểm âm nhạc và nghệ thuật. Xin thứ lỗi là cho Hồng Nhung xin được chỉ điểm vị đang ngồi ở hàng ghế, hàng cái bàn đầu tiên mà có màu sắc rực rỡ nhất. Chắc chắn là đồng chí Nguyễn Xuân Bình rồi phải không ạ? Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, trân trọng kính mời. Xin lỗi anh ạ, đây là hoàn toàn bằng sự yêu mến và trân trọng, chứ không phải bỏ bom ạ. Cảm ơn bóng. Vâng, lần sau anh vẫn cho em đến thành phố ạ. Cảm ơn bóng. Xin mời anh hãy hát cùng mọi người và em sẽ xin được hát cùng với anh luôn. Vâng. Có lẽ tôi xin phép bóng một phút thôi để nói với mọi vâng người ạ, như xin thế này. Mời anh 5 phút luôn ạ, thành phố của anh ạ. Tôi muốn nói về cái tiếng nói của thành phố của chúng ta, trong đó có quả bóng. Hôm nay chúng ta rất là xúc động có mặt trong một cái khán phòng rất ấm cúng như thế này, với tình yêu âm nhạc, với tình yêu Trịnh Công Sơn, để chúng ta nói với Trịnh Công Sơn sự tri ân của chúng ta, vì anh đã đến với cuộc đời này, đến với chúng ta, đã để lại cho chúng ta một cái tên Trịnh Công Sơn để thương nhớ, để lại cho chúng ta một dòng nhạc Trịnh để yêu quý, và để lại một tâm hồn Trịnh Công Sơn để chúng ta chia sẻ. Do vậy mà thực sự tôi rất xúc động. Tôi muốn nói thay mặt những người khán giả của Hải Phòng, nói lời tri ân đối với nhạc sĩ. Và tất nhiên tôi muốn được các bác, các anh, các chị, các bạn, các em và các cháu. Tôi nói đủ như thế để muốn nói thế này: người Hải Phòng chúng tôi từ trẻ đến già đều yêu quý Trịnh Công Sơn. Để nói với bóng rằng là chúng tôi cảm ơn bóng đã đến đây bằng sự tri kỷ của chị, với Trịnh Công Sơn, đem đến cho chúng tôi sự tri âm với âm nhạc và tâm hồn của Trịnh Công Sơn. Còn phần hát thì tôi sẽ xin phép bóng là cho phép tôi nhờ anh bạn của tôi, một chủ tịch. Anh bạn của tôi hát hơn tôi, hay hơn tôi rất nhiều, và tôi xin phép được nói như vậy. Cảm ơn bóng. Dạ xin cảm ơn anh. Vâng, xin mời đồng chí Phạm Tiến Du, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Lê Chân. Xin mời Hồng Nhung hát trước, tôi và khán giả hát sau, hát cùng. Dạ vâng ạ, như thế tức là anh là vơ đét đấy ạ. Vâng, cái từ vơ đét ở trong sân khấu chúng em tức là ai hát hay nhất thì để dành cuối cùng. Thế nhưng mà nếu mà anh phải mà hát cuối cùng là anh hứa rồi là anh phải hát đấy. Thế anh hát một câu thôi cũng được để cho thỏa lòng là rất là nồng hậu của mọi người nhở. Vâng, có cả bàn luận vậy. Rừng núi giang cây nổi lại biên xa, ta đi vòng tay lớn mãi để núi sơn hà, mong đấng bao la anh em ta về gặp nhau mừng như bao ca. Từ băng vô Nam đồi địa nắm tay ta đi từ
liền một vòng Việt Nam. Tôi xin cảm ơn đồng chí Phạm Tiến Du, Chủ tịch Ủy ban dân quận Lê Chân. Dạ thưa anh, trước khi đưa làm lãnh đạo thì anh có làm ca sĩ không ạ? Anh hát cực kỳ là hay. Và xin được tâm sự với cả em Lai là Hồng Nhung đã đi hát rất nhiều buổi biểu diễn, nhưng buổi hôm nay cực kỳ xúc động. Không phải là vì thấy lãnh đạo nên định đâu, mà là cái ở đây không còn cái vấn đề là lãnh đạo hay chức to hay là tuổi nào, hay là tuổi bé, tuổi già. Tất nhiên đây tuổi bé. Thế nhưng mà cái vấn đề quan trọng là tất cả ở đây hôm nay đúng là tất cả nối vòng tay lớn anh ạ. Và nối cả những trái tim nữa. Cho nên hôm nay Hồng Nhung cực kỳ tình yêu là xúc động và cảm ơn các anh lắm ấy. Tháng sau các anh cho em quay lại. Còn bây giờ sẽ đúng lời hứa thì ca sĩ Hồng Nhung sẽ hát live show chứ ạ. Vâng. Cho bây giờ xúc động quá, anh đã hát như thế thì cho em hát thêm được vài bài. Và... xin cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vâng. Thế tức anh cũng có thể làm MC được ạ. Vâng. Và cũng có thể làm cầu thủ bởi vì đá bóng rất giỏi. Rồi, xin cảm ơn Lai. Vâng, em có muốn hát luôn không? Dạ, có lẽ là lên để cho chị bởi vì là khán giả cũng rất muốn nghe chị hát. Vâng, xin mời chị. Nhưng mà lần sau em phải tập song ca với chị, với chị với em trông rất là đẹp đôi. Cảm ơn lời khen của chị.